Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày qua, hầu khắp các địa phương trong tỉnh sáng sớm trời có sương mù dày đặc, vùng cao có mưa nhỏ vài nơi, vùng thấp đêm về sáng một số nơi có mưa nhỏ rải rác. Theo Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai thì đêm nay và ngày mai, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam có cường độ ổn định như những ngày qua. Nên thời tiết các khu vực trong tỉnh sáng sớm vẫn có hiện tượng trời nhiều mây, không mưa, ở vùng cao vẫn xuất hiện mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Vùng núi cao trời rét đậm, còn đời rét hại. Vì vậy, người dân các huyện vùng núi cao tiếp tục tăng cường công tác phòng chống rét cho cây non vật nuôi các loại khi rét đậm rét hại xảy ra. Tuy nhiên, hình thái thời tiết này sẽ không duy trì lâu. Trong 1 đến 2 ngày tới, Lào Cai sẽ có một đợt nắng nóng cục bộ, nên nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C. Lượng mưa được dự báo thấp hơn so với trung bình nhiều năm, từ 15 đến 40 mm. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta phải có biện pháp tích nước để chủ động trong việc chăm sóc cây ăn trái và hoa màu, chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Sau đây là những thông tin dự báo cụ thể cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ. Đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.